Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Pam ETN 400. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về PAM ETN400 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Alpha Tocopherol Acetat Dạng bảo chế Viên nang Công dụng Điều trị và phòng ngừa thiếu vitamin E, chế độ ăn thiếu vitamin E, trẻ em bị sơ nang tuyến tụy hoặc kém hấp thu mỡ do teo đường dẫn mật hoặc thiếu beta-lipoprotein huyết trẻ sơ sinh thiếu thắng rất nhẹ cân khi đẻ vitamin e cũng được dùng làm thuốc chống oxy hóa kết hợp vei vitamin c vitamin a và selenium đối tượng sử dụng dùng cho trẻ em người lớn thiếu vitamin e chống chỉ định bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của sản phẩm liều dùng liều thông thường một viên mỗi ngày cách dùng Sản phẩm được dùng bằng đường uống, có thể uống với nước, sữa và nước giải khát. Lưu ý khi sử dụng. Dùng liều theo nhu cầu không gây phản ứng có hại ở phụ nữ có thai và cho con bú. Tác dụng phụ. Vitamin E không gây ra tác dụng phụ nào khi dùng liều thông thường. Liều cao có thể gây tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt. Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác Vitamin E có thể làm tăng tác dụng của thuốc chống đông, warfarin hoặc các thuốc làm loãng máu. Vitamin E có thể làm tăng tác dụng ngăn cản sự kết tập tiểu cầu của aspirin. Nhà sản xuất Công ty cổ phần Pimefaco Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm PAM ETN400, đồng thời biết cách sử dụng PAM ETN400 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.